bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ. Tập 16. Được rồi, Romeo, cô đi đi. Hector chính là nguyên nhân khiến cho cô đau khổ lúc này. Hắn để cho Leon tiếp cận tôi để tôi có thể lấy lại Camilla và hạ bệ cô. Khi cô đã mất tất cả, cô không còn ai khác để trông cậy ngoài hắn. Như vậy thì hắn sẽ cứu cô ra khỏi địa ngục mà chính hắn đã mang tới cho cô. Daniela ơi, nếu tôi là cô thì tôi sẽ suy nghĩ kỹ trước khi tin tưởng một tên tội phạm. Daniela, để tôi giải thích. Tôi đã mất tất cả vì anh rồi. Anh chính là nguyên nhân khiến cho con tôi chết. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh biến khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Để đi lo. Bà cô đi thôi. Bà cô. Không, con không đi đâu hết. Không có ai chịu giải thích cho con là chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta đi vậy còn ba con, chúng ta bỏ mặc hả? Ê, không phải. Con chỉ cần tin tưởng vào chú thôi, chúng ta phải đi liền. Hector. Họ sẽ đưa cô ra ngoài. Cô không còn bất kỳ quyền hạn nào với công ty này. Camilla sẽ lại thuộc về tôi. Nếu như cô ta không lấy đi mọi thứ của mẹ thì mẹ đã không mất cô. Mẹ sẽ trả thù cho cô. Mẹ chết đi. Tôi tưởng là cô không muốn gặp tôi nữa. Những gì Romina nói là thật chứ? Phải, đó đều là kế hoạch của tôi. Nhưng mà cô đừng lo, tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cô lấy lại Camilla. Chỉ cần nói cho tôi biết là cô muốn làm gì trước. Anh đã giết con tôi hay không? Chắc chắn anh sẽ phải trả giá. Bà Mondragon, bà là người đứng đầu công ty và chúng tôi tôn trọng bà. Nhưng chúng tôi thắc mắc là việc sa thải ông Herrera khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị có phải là hơi quá rồi không? Ngoài công ty, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cuộc sống của toàn bộ nhân viên cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu chúng ta tiếp tục để cho ông Herrera là một cổ đông lớn. Nhưng mà anh ấy chính là người đã giúp cô vực dậy công ty này. Thật ra anh ấy là một trong những lý do khiến một số người trong chúng tôi đồng ý đầu tư. Nhưng tôi không thể tin anh ta được nữa. Rõ ràng là anh ta đã lừa dối tôi. Hơn nữa, tôi có thể điều hành Camilla một mình. Daniela, tôi rất hối hận về những gì mình đã làm. Cũng giống như cô, tôi đang chiến đấu vì những người tôi yêu thương, như là con gái tôi. Nếu như cô muốn, tôi sẽ là ba của con cô. Cô biết là tôi rất thương con gái cô mà. Tôi cũng yêu cô như vậy. Tại sao cô làm vậy? Vì tôi đã bỏ thuốc độc vào trong đó. Nhưng tôi không giống anh Hector. Tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng tôi vẫn còn có thứ gọi là lương tâm. Đó là lý do mà cô gọi tôi tới đây hả?
Để đầu độc tôi, đó là kế hoạch của cô à? Ừ, bởi vì tôi có đủ lý do để làm điều đó. Vì anh chẳng mang lại cho tôi điều gì ngoài sự đau khổ cả. Tôi đã xin lỗi cô rồi. Tôi đã giúp đỡ cô và chăm sóc cho cô. Bây giờ cô làm vậy hả? Thôi đi hết rồi. Đừng có kể lể là anh đã giúp tôi những gì. Anh chỉ giúp tôi vì anh biết anh sẽ có lợi ích gì thôi. Lợi ích hả? Tôi giúp cho cô vì tôi biết là cô không thể tự mình làm được. Tôi đã giữ tất cả những bí mật của cô, chưa từng phản bội. Cô quên rồi hả? Chỉ có tôi mới làm điều đó cho cô. Rõ ràng là anh không hề biết gì về tôi hết rồi. Tôi có thể tự đứng một mình. Và tôi sẽ không bao giờ liên minh với kẻ nhấn chìm tôi xuống. Sao rồi hả? Quyết định của hội đồng quản trị là gì vậy? Họ vẫn đang suy nghĩ. Nhưng mình chắc chắn cuối cùng thì họ cũng sẽ ủng hộ mình thôi. Có nhất thiết phải làm đến mức này không đó? Có. Bởi vì mình không muốn bị lừa nữa Bodhita. Họ đe dọa con gái của mình. Họ thậm chí còn khiến mình tin vào một lời nói dối. Vì vậy nếu như họ muốn chơi thì mình sẽ chiều họ thôi. Alo Bernard, có chuyện gì? Là Daniela, cô ta phản đối di chúc cuối cùng của Robert. Cô ta thắc mắc về quyền thừa kế của cô và Cassie. Daniela, anh dám theo tôi tới tận đây luôn hả? Anh cũng gan thật. Có điều gì tôi chưa nói với anh không hết to? Hay là anh bị điếc rồi? Daniela, cô chỉ gặp bất lợi nếu như cô không nhận sự giúp đỡ của tôi. Cô có muốn biết chồng cô yêu cô tới mức nào không? Hả? Vậy thì cô nói sự thật đi. Nói cho hắn nghe là cô đã nói dối ra sao về chuyện xảy ra với đứa bé. Và về những gì mà ba của cô đã làm với Romina. Anh dám nói thêm lời nào nữa không? Anh còn muốn giỡn tôi nữa hả? Tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Cô đang ngày càng rời xa tôi. Cô biết là tôi chỉ muốn có cô thôi mà. Cô biết tôi lấy can đảm ở đâu không? Bởi vì tôi biết tôi đang nắm cô trong lòng bàn tay, gồm cả những bí mật của cô nữa. Daniela, anh ta đang nói tới bí mật gì hả? Trời ơi Romina, cô đi về mà lo mấy vấn đề của cô giùm cái. Sau tất cả những gì cô phát hiện về người đàn ông đó, cô vẫn không thấy mệt mỏi khi để cho anh ta lừa tiếp hả? Đó là một bước đi rất ngu xuẩn Daniela. Bây giờ hãy nói cho tôi biết cô không liên quan tới những chuyện đó, rằng cô vô tội trước mọi chuyện đang xảy ra. Hoặc có thể cô đang có kế hoạch gì đó chống lại tôi. Có lẽ cô sẽ gửi cho tôi nhiều bằng chứng nữa về chuyện của tôi vào đêm hôm đó. Cô có thể ngừng than vãn về những bất hạnh trong cuộc đời của cô không vậy? Thế giới không xoay quanh cô Romina. Chúng tôi phải tội nghiệp cô vì những gì cô đã phải trải qua sao? Nếu là con người thì cô phải cảm thấy tội lỗi. Phải như vậy chứ. Bởi vì cô là nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Thậm chí hai người còn khiến cho tôi phải nghi ngờ ba của cô nữa. Nè Romina, đừng trách chúng tôi vì những bất hạnh trong đời cô. Đừng bao giờ trong đời tôi nghĩ đến việc nói xấu ba tôi. Nên cô đừng nhắc tên ông ấy nữa. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tôi biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Cô đã làm khổ bao nhiêu người rồi. Như cô làm với gia đình của tôi, cô đáng phải trả giá điều đó thôi Romina. Tôi sẵn sàng chịu đựng Daniela. Tôi sẵn sàng tìm ra sự thật. Cô muốn sự thật hả Romina? Cô không hề xứng đáng. Cô đã lấy hết mọi thứ của tôi, những thứ đáng lẽ phải là của tôi. Cô sẽ không bao giờ biết được sự thật. Tôi không bao giờ nói cô biết, rõ chưa? Anh Herrera, ra ngoài đi. Lấy mà Romina. Đúng. Tôi đã rút lại đơn kiện chống lại anh. Anh được tự do Leon.
Cảm ơn em Romina, nhưng mà em hãy cho anh giải tôi thích. Tôi đã nghe anh nói đủ rồi. Đến lượt anh nghe tôi. Nó chưa kết thúc ở đây đâu Leon. Anh phải làm một chuyện để đổi lấy sự tự do của mình. Là chuyện gì? Vì tôi đã để anh được tự do, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo tôi đâu. Tìm hiểu xem Hector và Daniela đang âm mưu gì chống lại tôi. Daniela, không biết Hector đã làm gì cô ta à? Tôi đã tự mình nói với cô ta. Vậy mà hai người họ vẫn có thể bên nhau? Ừ, như chưa có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là họ đang che giấu điều gì đó. Có lẽ cô ta đã tha thứ cho Hector. Hector đã hủy hoại cuộc đời Daniela. Cô ta không dễ tha thứ như vậy đâu. Vậy em nghĩ là họ đang có kế hoạch gì à? Đúng, họ đang che giấu điều gì đó để không thể quay lưng lại với nhau. Vậy muốn anh điều tra họ để đổi lại tự do sao? Đó là một cái giá quá nhỏ cho những gì anh đã làm với tôi, Leon. Anh không biết liệu Hector còn tin tưởng anh hay là không. Anh không biết thật hả? Anh làm được mà, Leon. Anh đã khiến tôi tin anh mà, anh nhớ không? Tôi chắc chắn rằng anh có thể lừa được anh ta một cách dễ dàng. Đây là kế hoạch: quay lại gặp Hector và giả vờ là anh muốn trả thù tôi. Anh sẽ có được lòng tin của anh ta và cả của Daniela. Anh sẽ trở thành tai mắt của tôi, tìm hiểu xem họ đang che giấu điều gì và có kế hoạch gì chống lại tôi. Ba, con có sao không? Con mới là người phải hỏi ba câu đó đó. Đã có chuyện gì vậy ba? Tại sao dì Romina lại đẩy ba vào tù chứ? Ba và dì ấy có chút hiểu lầm, nhưng mà đã giải quyết xong. Có thật vậy không? Hay là ba nói vậy để con không hỏi nữa? Ba con nói sự thật mà ba cô. Ba con được thả rồi. Do dì xinh đẹp rút đơn kiện chống lại ba con, mọi chuyện tốt rồi. Bây giờ không có gì nữa. Về nhà thôi. Anna, Leon được thả rồi. Bạn có chắc chắn là muốn rút đơn kiện không hả, Romina? Đúng rồi đó chị. Làm sao mà chúng ta có thể tiếp tục tin tưởng anh ấy chứ? Chị phải đánh cược thôi. Bởi vì đó là cách duy nhất để biết được Daniela đang lên kế hoạch gì. Daniela chỉ muốn một điều thôi, là giành lại Camila. Đó là lý do mà cô ta tranh chấp dì chút. Nhưng tại sao tới bây giờ cô ta mới làm điều đó? Chắc là cô ta tốn thiếu quá. Có phải vậy không? Tôi chắc chắn đó là một phần trong kế hoạch lớn hơn của cô ta. Đừng lo lắng Romina, cô ta không thể tìm ra kẻ hở. Cho dù có tìm ra cũng không thể làm gì được. Bởi vì chỉ có Robert mới có thể thay đổi dì chút. Cô ta không thể. Điên hay không vậy? Hả? Tại sao anh lại đổi kế hoạch của tôi cho Romina? Tránh xa tôi ra. Anh có biết là Daniela đã nổi điên với tôi không vậy? Hả? Đánh tôi đi. Tôi phản bội. Tao vốn không muốn nói ra mọi chuyện, nhưng Romina đã tống tao vào tù. Cái chuyện đó mà nói hết mọi thứ sao? Tao không thể không lo cho ba cô. Không ai lo cho ba cô, bọn tôi bỏ rơi nó hả? Tôi đã kêu người tới giúp anh. Tôi đã thuê luật sư đó. Tao sợ quá nên tao nghĩ là mày sẽ bỏ rơi tao và ba cô. Để Leon, tôi đã bao giờ quay lưng lại với gia đình chưa? Anh biết tôi mà. Tại sao được thả? Quay lại gặp Hector và giả vờ là anh muốn trả thù tôi. Anh sẽ có được lòng tin của anh ta và cả của Daniela. Anh sẽ trở thành tai mắt của tôi.
tìm hiểu xem họ đang che giấu điều gì và có kế hoạch gì chống lại tôi. Hả? Là ai giúp anh? Ta cô cầu xin Romina rút đơn kiện. May mà cô ấy đồng ý, nhưng cô ấy không còn tin tao nữa. Bây giờ tao không còn lý do để đóng kịch, cho nên bây giờ tao trở về phe của mày. Cô biết là tôi lấy can đảm ở đâu không? Bởi vì tôi biết tôi đang nắm cô trong lòng bàn tay, gồm cả các bí mật nữa. Tại sao mọi chuyện lại như thế này hả? Tại sao? Hắn đã giết con của con, nhưng vì ba cũng không làm gì được hắn. Không! Daniela! Daniela! Con không sao đâu cô. Daniela, mở cửa đi em. Em nói không sao rồi. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Một người đàn ông được cho là khoảng từ 50 đến 60 tuổi, gần đây đã được tìm thấy khi đang trôi nổi trên biển sau khi ông ấy trốn khỏi sự giam giữ của những kẻ cướp biển. Xavi. Alo Dani, cô đang ở đâu? Tôi ở nhà. Mở tivi lên đi, là ba của cô. Theo chính quyền địa phương, người đàn ông này đã bị những kẻ cướp biển bắt giữ gần bờ biển Sambalet hơn một năm trước. Daniela. Đến thời điểm hiện tại, Daniela, người đàn ông chuyện gì vậy? Chưa hồi phục do chấn thương. Ông ấy đang được cảnh sát biển quản lý và cơ quan này đang cố gắng tìm kiếm gia đình của ông ấy. Theo nguồn tin, người đàn ông này có liên quan đến vụ tai nạn máy bay trực thăng. Cô ra gần khu vực đó và người ta nghi ngờ rằng gia đình chúng ông ấy đã đang chết. Xem rồi. Ba, nó gần với nơi mà chiếc trực thăng của Robert phát nổ năm đó. Trong lúc này Robert đang mất tích. Chị ơi, có khi nào là thật không? Ý em là chúng ta chưa bao giờ tìm thấy xác của Robert. Mẹ có nghĩ người đàn ông đó có thể là ba hay không? Có thể ba vẫn còn sống. Cassie, chúng ta không thể biết chắc người đàn ông trên bản tin có phải là ba con hay không. Nhưng mẹ đang cầu nguyện cho người đó chính là Robert. Đây có phải là lý do tại sao mẹ nhận được nhiều bằng chứng hơn về vụ án đêm hôm đó? Có phải Daniela đang che giấu chuyện này, rằng Robert vẫn còn sống? Họ đã lừa dối mẹ bao nhiêu năm nay? Đây là một dấu hiệu. Có lẽ là chị sắp tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của chị. Chị định làm gì tiếp theo? Chị cần phải biết ra người đàn ông đó là ai. Chị sẽ gặp ông ấy để xác nhận xem đó có phải là Robert hay không. Hết tội đủ. Anh ấy đi trút giận vì chuyện của anh rồi. Sao vậy? Tao muốn nói chuyện với nó một chút. Vậy chờ đi ha. Nó ở đây hay ra ngoài rồi? Hôm nay có kế hoạch gì không? Tôi không biết. Hết to không nói gì với mày à? Nó có kêu mày đi xử lý Daniela hay là không? Đừng làm phiền tôi nữa, đi hỏi nấy đi. Tao chỉ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra giữa Hector và Daniela. Mày là người ở bên cạnh. Leon, tao chỉ nói chuyện phiếm thôi. Tôi không quan tâm hai người đang đối về cái gì. Ra ngoài chút đi John. Việc quan trọng với tôi bây giờ chính là anh hãy đón ba cô và rời khỏi đây ngay. Anh không còn giúp ích gì cho tôi nữa. Vậy sao Phi? Có khả năng ba tôi vẫn còn sống đúng chứ? Cô nghĩ sao hả? Bây giờ khó để xác nhận cho tới khi chúng ta gặp được người đàn ông đó. Nhưng mà Dani à, nếu đó thực sự là ba của cô thì cô phải vui mừng đi chứ. Tôi chỉ không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào khi chúng tôi gặp nhau. Không biết ông ấy còn sống hay không nữa. Giống như nhìn thấy ma vậy. Một bóng ma luôn ám ảnh tôi. Ông ấy vẫn là ba của cô, Daniela. Nếu như cô đã quên,
Vì lý do gì mà con không thấy vui khi biết lão ấy vẫn còn sống và con có thể gặp lại ông ấy? Bởi vì lần cuối khi chúng tôi nói chuyện, ông ấy đang định tố cáo tôi vì những gì tôi đã làm với Romina. Ừ, phải, tôi nhớ rồi. Vậy cô định sẽ làm gì hả? Tôi phải tìm hiểu xem người sống đó là ai, có thực sự là ba tôi hay không. Tôi cần phải đi ra con tàu biển đó. Khoan đã, cô sẽ tự đi tới đó hả? Tại sao con không nhờ Hector giúp đi? Người của anh ta có thể đến đó và thông báo tình hình ở đó cho cô biết cũng được mà. Không, tôi thà đi gặp ma còn hơn phải hạ mình nhờ vả anh ta. Tôi sẽ tự đi tới đó. Savannah, người chúng ta đang nói là ba của tôi. Tôi phải hành động nhanh hơn mới được. Cuộc sống và danh tiếng của tôi sẽ bị đe dọa nếu có ai đó nhìn thấy hoặc nói chuyện với ông ấy, đặc biệt là Romina. Cho nên là tôi phải đi trước cô ta. Tao có thể giúp mày, tao có thể chứng minh cho mày thấy. Anh định làm gì để bù đắp cho tôi sau khi mà anh đã tố cáo tôi? Tao vẫn còn cổ phần ở Camila và Romina. Mày có thể đưa cho Daniela cổ phần đó, hay là mày muốn tao rút khỏi vị trí cổ đông cũng được. Để tôi nghĩ xem có thể tận dụng không. Mong là nó sẽ có ích trong cả cuộc đời của mình. Anh đã làm đúng một chuyện đó. Tránh ra đi. Tính đến thời điểm hiện tại, người đàn ông vẫn còn bị sốc do chấn thương. Ông ấy đang được cảnh sát biển quản lý và cơ quan này đang cố gắng tìm kiếm gia đình của ông ấy. Theo nguồn tin, người đàn ông này có thể liên quan đến vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra gần khu vực đó. Và người ta nghi ngờ rằng gia đình ông ấy đã... Cô sẽ lại là của tôi đã đi là. Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Cảm ơn cô Esther. Chúng ta lấy đủ đồ rồi, đi thôi. Khoan, chúng ta về đây chỉ để lấy đồ thôi sao? Sao cô không nghỉ ngơi một chút đã? Hả? Cô thực sự sẽ đi gặp người đàn ông đó ngay bây giờ sao? Hai người đang nói về người sống sót mà chúng ta đã nghe trên bản tin, có phải vậy hay không? Đúng rồi cô. Vậy con cũng có linh cảm rằng người đàn ông đó là ba của con hả? Cho dù là ba của con đã mất lâu rồi, thì trong lòng của con vẫn luôn hy vọng được gặp ba của con một lần nữa. Người đàn ông này rất có khả năng là ba của con, nên con sẽ không lãng phí một giây phút nào để xác nhận người đó chính là ba ruột của con. Vậy sao con không đi cùng với Romina? Chị, cô nghĩ Romina cũng muốn gặp người đàn ông đó. Hả? Đây không phải là đi dã ngoại đâu cô, mà đi với ai cũng được. Romina đã biết tin này rồi hả cô? Con phải đi bây giờ. Được rồi, con nhớ cẩn thận đó. Đi thôi, tôi không thể để Romina đi trước tôi được đâu. Cô ta không thể đến đó trước tôi. Tôi phải gặp ba tôi trước nếu không muốn tất cả những vấn đề tôi đang đối mặt trở nên tồi tệ hơn. Hiểu rồi. Đi thôi. Được con, con sẽ xách cái này cho. Ừ. May mà chúng ta đã đi từ tối hôm qua. Chúng ta không cần phải đối phó với kẹt xe buổi sáng. Romina, cô đã sẵn sàng gặp ông ấy chưa? Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng có thể xảy ra. Nhưng tôi vẫn hy vọng đó là anh ấy. Hy vọng anh ấy vẫn còn sống. Chị ơi, phải có niềm tin. Không biết cảm giác ra sao nữa. Chị mừng lắm nhưng mà cũng thấy hơi lo. Nếu Robert còn sống thì anh ấy sẽ nói gì khi biết được những chuyện đã xảy ra với gia đình chúng ta bao lâu nay? Anh ấy sẽ cảm thấy thế nào đây? Chị biết tính anh Robert mà. Em chắc chắn là anh ấy sẽ hiểu cho chị. Đúng rồi Nain, nhưng gia đình mà anh cố gắng xây dựng đã tan nát rồi. Cô không nên quá tự trách Romina. Tất cả chúng tôi đều biết cô đã chiến đấu như thế nào để bảo vệ gia đình khỏi âm mưu của Daniela. Quan trọng là bây giờ trái tim của chị thế nào. Chị không muốn nghĩ tới điều đó lúc này. Chị chỉ muốn một điều là phép màu đã xảy ra với Robert thôi. Chở lắm bà Ga, lát nữa em mang nó lên phòng họp nha. Được rồi. Con gái của CEO có khác, chỉ cần ngồi đó bấm điện thoại trong khi mọi người đang làm việc hơn. Đang giờ nghỉ mà Maga. Bạn không chờ đợi tin tức sao? Tin tức gì hả? Là tin tức của ba mình. Người ta nói rằng một người đàn ông đang trôi trên biển đã được cứu. Người đó trốn khỏi tàu cá. Bạn nghĩ đó là ông ngoại sao?
Họ nói là nạn nhân của tai nạn trực thăng trước khi bị bọn cướp biển bắt. Mình phải gọi cho mẹ. Maga không cần đâu. Mẹ mình đã đến đó để gặp người đàn ông đó rồi. Hy vọng ông ấy chính là ba. Mong là vậy. Để tôi có thể đặt mọi người vào đúng vị trí của họ ha. Để họ biết ai mới là người họ phải kính trọng ở đây. Cái đồ ngu xuẩn. Ôi trời ơi, tôi là Mondragon. Mình mong đó không phải là thứ duy nhất bạn quan tâm. Sao hả? Bạn không thể trở thành chủ của họ chỉ vì bạn là cháu gái cô mấy. Nếu ba Robert còn sống thì gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. Và điều đó quan trọng hơn Maga. Tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất xem tin tức. Anh đang làm gì ở đây hả? Tôi ở đây vì lý do giống như cụ. Không hiểu tại sao anh lại quan tâm đến một người trốn thoát khỏi tàu đánh cá. Nói thật đi, chúng ta có những lý do khác nhau mà. Lần này anh có kế hoạch gì? Cứ nói ra đi, để xem chúng ta có thể thương lượng được gì. Tôi không tới đây một mình đâu. Ra đi là tôi đợi cô nãy giờ. Tôi biết cô sẽ tới đây mà. Cô có thể đi với chúng tôi để tiết kiệm thời gian. Tại sao tôi phải đi chung với anh? Anh nghĩ tôi đã quên những việc anh đã làm rồi à? Tôi tự biết cách tới đây. Tin tức tràn ngập khắp nơi. Họ đã đưa người đàn ông đó tới đây rồi. Daniela, tôi tới đây để giúp cho cô. Dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng có người để dựa vào. Tôi đã nói với anh rồi Hector à. Tôi không bao giờ cần anh giúp. Xin lỗi, anh có biết người sống sót trên tin tức ở đâu không? Tôi cần nói chuyện với ông ấy. Chờ một chút thôi cô. Hector, sao anh còn ở đây nữa hả? Nếu như có nhiều người thì sẽ tìm nhanh hơn. Romina đang ở đó kìa. Leon, đánh lạc hướng Romina đi. Ngăn chặn Romina để chắc chắn là Daniela tìm thấy Robert trước. Khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì nhớ gọi tôi ngay. Dạ bác sĩ. Tên của người sống sót không được đề cập trên tin tức, nhưng tôi hy vọng đó chính là chồng tôi nên tôi mới đến đây để xác thực xem có phải là anh ấy hay không. Ừ, ông ấy ở trong đó à? Chúng tôi có thể gặp hay nói chuyện với ông ấy hay không vậy? Hiện tại bác sĩ đang tiến hành kiểm tra. Vui lòng đợi ở đây. Tôi sẽ hỏi bác sĩ coi mọi người có được nói chuyện với bệnh nhân hay không. Chờ chị một chút. Alo Leon, sao vậy? Daniela đã tới rồi. Được rồi. Sao vậy chị? Có vẻ Daniela cũng đang ở đây. Robert. Robert. Chị à, chị đi đâu vậy? Đi nè, chờ một chút. Em cứ ở đây. Chạy tá ra, để anh theo cô ấy. Nè, Robert. Anh đi lo. Hình như Robert đã tới chỗ Robert trước rồi. Không thể được. Tôi không thể để cô ta gặp ba trước tôi. Robert. Gì vậy? Romina. Ba. Anh là người sống sót sao? Sống hả? Phải. Bây giờ chúng ta phải về phòng nghỉ ngơi đã. Cô gặp được ông ấy rồi đó. Đây là nam bệnh nhân trong tin tức sao? Đúng vậy. Ông ấy có phải là người cô tìm không? Không phải thì chúng tôi đi đây. Ông ấy còn được nghỉ ngơi. Phí thời gian quá mà. Rõ ràng không thể nào là ba tôi. Làm hại mất công đến đây. Nhưng cô cũng gấp rút tới đây còn gì.
Rõ ràng cô cũng hy vọng đó chính là Robert. Đương nhiên rồi Romina, ông ấy là ba của tôi mà. Đương nhiên tôi muốn biết ba tôi còn sống hay không. Mình đi thôi chị à, nói chuyện với án chi cho mệt. Không có lý do gì để mà tranh cãi với mụ này hết á. Dạ con biết rồi mẹ. Chào mẹ. Vừa nói chuyện với ai vậy? Là mẹ mình. Có phải tin tức của ông không? Họ đã nhìn thấy ông chưa? Người sống sót đó không phải là ba, mà là một người khác. Chúng ta đi thôi. Anh ở lại canh chừng đi. Romina vừa đi rồi. Chúng ta nên về nhà thôi, ở đây lãng phí thời gian quá. Xavi, cô đi lấy xe nhanh lên giùm đi. Được rồi, rồi. Quang trình tệ quay về chủ quê huynh. Tôi sẽ đi tìm thông dịch viên. Ông vừa nói gì? Anh là người Trung hả? Nửa người Trung. Tôi nghe đúng không? Ông vừa nói còn những người khác. Có người bắt chúng tôi làm việc cho họ, giống như là tôi vậy. Những người khác cũng đã trốn thoát rồi. Họ trốn rồi. Ông có biết ai tên là Robert không? Người này. Ồ, cô biết không? Tôi biết người này. Ông ấy là bạn của tôi. Ông biết ông ấy không? Ồ, là Robert mà. Tôi biết Robert, phải. Chúng tôi đã ở trên tàu cùng với nhau. Giờ ông ấy đâu? Vẫn còn trên tàu chứ? 2 năm trước. Nè, có người ở đằng kia kìa. Có người ở đằng kia đang trôi trên biển. Có thể là còn sống đó. Hai người dứt lên mộng. Anh là thuyền trưởng có đúng không ạ? Chúng ta đang ở đâu vậy? Anh có phải đang đi về Philippines không ạ? Hắn nói gì vậy? Anh à,
hắn ta đang hỏi là chúng ta có về Philippines không. À, anh hiểu tôi nói gì hả? Không à, biết nói tiếng Anh phải không? Mày làm việc đi, không tao giết mày, có hiểu chưa? Khoan, tôi phải về gặp gia đình của tôi. Tôi phải về gặp. Mày, không, cứ nghe lời. Tất cả là việc, hãy nghe theo đi, làm việc đi.